Ở đây chúng ta có một sản phẩm màn hình gương 16 inch với các viền đen bóng piano thì nhìn cũng tương đối rất là đẹp, bắt mắt. Đây là menu của AOC. Quan trọng có thể lật cái màn hình là cho thấy cái nút nằm đâu mà. À, các nút của chúng ta là bên phía dưới vị trí này. Bên cạnh chúng ta có một cái nút auto thì để điều chỉnh theo tiết kiệm môi trường. Đây là còn các góc nhìn của sản phẩm thì chúng ta có thể theo dõi từ đây. Thì tất nhiên với một sản phẩm LED thì trọng lượng của sản phẩm hiện nay rất là nhẹ, nhẹ hơn hẳn rất nhiều so với sản phẩm. Tất nhiên đây là do màn hình chỉ có 16 inch thôi. Một số tính năng của menu. Với cái giá khoảng chừng 1 triệu 7 thôi thì đây có một sản phẩm rất đáng để mọi người suy nghĩ. Nếu bạn cần một cái màn hình nào đó nhỏ nhỏ cho một cái công việc nhỏ nhỏ nào đó. Ok, cảm ơn Trọng rất là nhiều. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip về màn hình AOC 1620 SWB.